Xin kính chào quý vị đang đến với một kỹ năng cuộc sống của chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, bỏng hóa chất hay chúng ta vẫn thường hay nghe nói đến những cái vụ bỏng axit. Đây là cái tai nạn bỏng có thể gây ra cái ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đối với sức khỏe, và đặc biệt đó là cái vấn đề về tâm lý của nạn nhân. Và không chỉ là gây ra những cái tổn thương trên làn da mà thậm chí đôi khi còn có thể gây ra tử vong cho nạn nhân nếu như cái vết bỏng đó quá nặng hoặc là cái vấn đề về cứu chữa không được thực hiện đúng lúc. Và xử trí như thế nào để có thể giảm đi những cái tổn thương trên làn da của người bị nạn? Ngày hôm nay, Diễm Loan xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ trưởng khoa bỏng và tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Trương Vương, tiến sĩ bác sĩ Phạm Trịnh Quốc Khanh. Thưa bác sĩ, với những cái trường hợp bỏng hóa chất thì nó sẽ gây nguy hiểm cho con người như thế nào ạ? Hóa chất là một trong những cái tác nhân gây bỏng rất là nặng. Cái cơ chế của cái bỏng hóa chất là thông thường nó gây ra tổn thương các cái protein của mô, và qua đó làm gây phá hủy tế bào. Và cái thứ hai nữa, trong quá trình phản ứng của hóa chất trên cơ thể thì sẽ tạo ra nhiệt, để kèm theo đó là nó nhiệt do sinh ra trong quá trình của phản ứng của hóa chất. Chính vì vậy mà cái tổn thương do bỏng hóa chất thông thường là rất là sâu và để lại sẹo di chứng rất là nặng nề, khó có thể can thiệp mà để điều chỉnh sau này. Vâng, những cái loại hóa chất thường có cái khả năng gây tổn thương cho con người mà chúng ta hay tiếp xúc có thể là những loại nào ạ? Thông thường nhất hiện nay thì chúng ta là các loại hóa axit, các loại axit được bán rộng rãi ở trong các chợ. Thứ hai nữa là cái vôi tôi, là thông thường trong những trường hợp mà xây dựng ở ngoài Bắc thì chúng ta vôi tôi gặp nhiều, nhưng ở đây, ở miền Nam thì thông thường là bỏng do axit. Như vậy thì có cái cách nào để chúng ta sơ cứu và giúp cho nạn nhân có thể giảm bớt đi những cái tổn thương từ axit hay không ạ? Vấn đề sơ cứu đối với bỏng hóa chất nó rất khó khăn hơn so với những cái tác nhân như bỏng nhiệt hay bỏng điện. Đối với bỏng hóa chất thì chúng ta phải nhanh chóng là loại bỏ những cái tác nhân hóa chất mà bằng dạng rắn hoặc dạng bột, đã phủi sạch tất cả những hóa chất này trên người nạn nhân ra khỏi. Chúng ta phải cởi bỏ vùng quần áo ở vùng chi thể tiếp xúc với hóa chất, sau đó chúng ta phải tưới rửa cái vùng cơ thể dưới dòng nước mát để chúng ta làm loãng đi cái hóa chất cần phải loại bỏ. Chúng ta phải rửa như vậy liên tục trong vòng khoảng 15 phút tới 30 phút, và thậm chí là tưới rửa liên tục cho tới khi mà chúng ta chuyển tới được cái cơ sở y tế gần nhất. Trong quá trình tưới rửa như vậy, chúng ta phải lưu ý là chúng ta phải cô lập cái vùng mà axit bị tổn thương. Ví dụ như ở vùng tay, chúng ta chỉ tưới rửa riêng vùng tay và chúng ta tránh để tổn thương vùng tưới rửa lan ra những vùng khác của cơ thể. Tuy nhiên trong một số trường hợp rất là khó, thì như ở vùng mặt, vùng người thì chúng ta phải tưới rửa toàn bộ cơ thể của nạn nhân, rất là khó để hạn chế vấn đề lan hóa chất ra những vùng khác của cơ thể. Sau khi chúng ta đã tưới rửa để làm loãng phần hóa chất chính trên cơ thể nạn nhân, thì chúng ta sẽ tiến hành che phủ cái vùng tổn thương để chuyển trước khi chuyển bệnh nhân tới cơ sở y tế. Thông thường thì chúng ta dùng cái vải sạch hình tam giác và cái một đoạn dây để chúng ta tạo thành một cái gạt băng lên cái vùng cơ thể. Thí dụ như ở vùng vai thì chúng ta sẽ cố định ngang vai nách ở bên đối diện và dưới tay của vùng vai tổn thương. Đối với vùng cẳng tay thì chúng ta sẽ cố định vòng qua cổ. Ở vùng hông lưng thì chúng ta sẽ cố định ngang qua hông bên đối diện và vào dưới và trên cái đầu gối. Ở vùng chân thì chúng ta sẽ cuốn tròn và chúng ta cố định vùng chân bị tổn thương, chúng ta chuyển tới cơ sở y tế. Theo như cái kinh nghiệm dân gian mà Diễm Loan thấy nhiều người truyền tay nhau, đó là họ dùng khăn hoặc là vải để thấm hóa chất, cũng có thể là sử dụng bột để rắc lên những cái vết thương bởi hóa chất, rồi sau đó mới tiến hành rửa vết thương. Như vậy thì có đúng hay không ạ? Những cái kinh nghiệm dân gian đó thì không có đúng trong vấn đề sơ cứu đối với bỏng hóa chất. Bởi vì khi mà chúng ta dùng khăn như vậy thì vô tình phải khô để chúng ta lau những hóa chất đó, thì chúng ta vô hình chung đã làm thêm cái hóa chất thấm sâu vô trong cái vùng cơ thể, và thậm chí nó có thể gây tổn thương cho cái người mà sơ cứu. Còn thứ hai, nếu dùng những bột hóa chất thì chúng bột những cái bột để rắc lên thì chúng ta có biết là bột gì, nhiều khi nó là phản ứng thuần hợp với lại hóa chất làm cho tổn thương bỏng nặng hơn, thì chúng ta không nên dùng bất cứ cái gì để bôi lên cơ thể. Chúng ta chỉ tưới rửa bằng nước sạch và chúng ta chuyển tới cơ sở y tế. Có cần thêm những cái động tác sơ cứu nào khác ngoại trừ cái việc là làm sạch vùng mắt bị những cái loại hóa chất tấn công hay không ạ? Khi mà bị hóa chất vào mắt, nếu có điều kiện chúng ta rửa bằng nước muối rửa mắt, hoặc là chúng ta nếu không có thì chúng ta dùng vòi nước sạch để chúng ta rửa vào mắt. Rửa liên tục như vậy tối thiểu cũng phải 15-30 phút. Khi mà tưới rửa thì chúng ta chú ý cố gắng không dựa tay vào mắt, bởi vì khi nó đã tổn thương thì chúng ta động tác dựa mắt sẽ làm tổn thương nặng hơn cái vùng tổn thương ở trong mắt. Khi sơ cứu cho những nạn nhân bị bỏng bởi hóa chất thì có lẽ là không phải chỉ có nạn nhân mà chính những cái người sơ cứu cũng có cái khả năng là bị tổn thương. Vậy thì chúng ta nên lưu ý như thế nào dành cho những người sơ cứu cho nạn nhân ạ? Khi mà tiến hành sơ cứu cho nạn nhân thì vấn đề chúng ta đã thấy chú ý
là để tránh làm tổn thương lan ra trên cơ thể nạn nhân, và nó và cái người sơ cứu cũng cần được chú ý để mà tránh được cái tổn thương nó lây qua mình. Thì chúng ta phải chú ý là không có tiếp xúc trực tiếp với cái vùng hóa chất đó, còn đây những vùng dùng vật chất trung gian để chúng ta tưới rửa cái vùng tổn thương, và chúng ta không có dùng trực tiếp tay để chúng ta kỳ gọi lên vùng hóa chất đó, và chúng ta chỉ cần tưới rửa bình thường là sau đó chúng ta sau khi đủ thời gian thì chúng ta mới dùng băng gạt sạch để nào chúng ta băng lại cái vết thương đó thôi, chứ không có tiếp xúc trực tiếp với vùng tổn thương của nạn nhân. Xin được cảm ơn bác sĩ Quốc Khanh. Và ngay sau đây Diễm Loan xin mời quý vị sẽ cùng đến với một số những lưu ý cần thiết. Không cố gắng cởi phần quần áo dính với vết bỏng vì có thể khiến nạn nhân đau hơn và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Xịt nước liên tục, nước sẽ làm loãng nồng độ axit hóa chất và giảm thiểu tác hại của nó. Không ngâm vết thương trong nước vì có thể gây nhiễm trùng. Không sử dụng đá chườm lên vết thương, nó có thể làm tổn thương da. Không sử dụng khăn lau có sợi, các sợi có thể dính vào vết bỏng và gây đau đớn cho nạn nhân khi lấy ra và cũng làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn vào vết thương. Mong là những chia sẻ của chương trình ngày hôm nay sẽ hỗ trợ được cho quý vị trong cuộc sống. Và đến đây thì một kỹ năng cuộc sống cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Mọi thứ từ đóng góp ý kiến xin vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email vui sống mỗi ngày a@chuthi.com.vn. Còn bây giờ Diễm Loan xin chào tạm biệt.